Đây là cây hùng cổ Sapa các bác. Và thân nó gồm hai cái gốc nó rẻ ra như này và không có dùng sắt hay là dây nhựa để đỡ các bác. Nó rất là hoành tráng như này. Đây. Đây là cả chục năm rồi, để hỏi chủ nhân lại ha. Đó. Hồng cổ Sapa và nó cao cỡ 3 mét thôi, và xem như là đường kính khoảng 5 mét các bác. Thì coi cái thân nó như thế này nha. Đây. 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 Và đây. Ta thử coi cái gốc nó như thế này nha. Gốc em nó như thế này. Nó to hơn gốc Long Coca luôn các bác.